gậy ông đập lưng ông. Bước cái sàn luôn hả? Mọi người thấy hai chồng tôi rảnh không? Ở Sài Gòn nhưng mà cuối tuần vẫn thuê villa ở nha. Nhà này rộng quá, không biết làm gì giờ chơi chúng này. Ê, nhưng mà tôi cắt cho coi cái cầu thang này là chụp hình hơi bị đẹp luôn nha mọi người đó. Hôm trước Vi làm sinh nhật, Vi cũng làm ở đây nè, cho nên ai mà muốn party lại đây hơi bị hợp lý. Báo hủ. Rồi luôn, trời ơi là trời ướt. Thôi con chuyện. Thấy con chuyện rồi ướt luôn điện thoại hả? Báo. Vô nhà đi.